hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui. Đây là câu chuyện vui thôi, nhưng nó cũng nói lên được cái đạo lý. Có hai vong hồn ở dưới âm phủ sắp sửa được đến ngày đi đầu thai. Thế thì hôm ấy quỷ sứ dẫn hai vong hồn đến trước điện của Diêm Vương. Hai vong hồn này thì một vong hồn rất là to khỏe, một vong hồn thì mảnh khảnh yếu đuối. Đi đến thì quỷ sứ dẫn đến trước điện Diêm Vương, đưa vào thì mới quỳ xuống lễ Diêm Vương. Diêm Vương bảo: hôm nay là ngày sẽ cho hai ngươi đi đầu thai, nhưng mà có việc thế này cho các ngươi được chọn lựa. Một là có vong hồn sẽ đầu thai làm kiếp người chuyên cho đi, còn một vong hồn thì sẽ được đầu thai làm kiếp người chuyên nhận về. Bây giờ cho hai ngươi lựa chọn, một là đầu thai làm người cho đi, hai là đầu thai làm người nhận về. Khi nghe Diêm Vương nói thế thì anh chàng vong hồn to khỏe, cái bản tính ngày xưa là thích hưởng thụ, ham ăn chơi, anh nghĩ là dứt khoát mình phải xin với Diêm Vương đi đầu thai làm kiếp nhận. Anh khởi tâm như thế. Thế ngay lúc ấy thì Diêm Vương quăng hai thẻ bài ra, người nào nhận được thẻ nào thì phải đầu thai làm kiếp ấy. Thế là vong hồn to khỏe nhanh chân chạy lên, anh chụp luôn cái thẻ bài là người đầu thai kiếp người nhận về. Anh ta cầm chặt trong tay, còn vong hồn mà mảnh khảnh kia thì yếu hơn, chạy lên thì đành phải cầm cái thẻ bài đầu thai làm kiếp người cho ra. Anh ta cũng hơi buồn một chút. Thế nhưng anh này thì trước đấy lúc ở Trần Giang có được tu Phật Pháp, cũng biết bảo thôi cho ra cũng tốt, mình giúp được ai thì tốt, được làm người là quý rồi, chứ không ở trong địa ngục này khổ lắm. Sau khi hai người đã nhận xong rồi thì Diêm Vương mới gọi lên bảo: đâu, các ngươi tiến lại đây, ta sẽ quyết định để cho đi đầu thai. Ai nhận thẻ bài đầu thai làm người cho ra thì là cái anh mảnh khảnh trình lên. Diêm Vương bảo: được, ta sẽ cho ngươi đầu thai thành một phú ông giàu có và có tâm quảng đại, hằng ngày đem tiền của để đi giúp đỡ cho người. Còn ngươi, ngươi là nhận thẻ bài đầu thai làm người nhận vào phải không? Sẽ cho ngươi đầu thai là một tên ăn mày. Chỉ sang cái vong hồn mảnh khảnh và nói: để mà chuyên được nhận của mọi người bố thí, lính đâu thực thi mệnh lệnh ngay, cho hai người đi đầu thai ngay liền đi. Thưa quý vị, cái người cho ra đó thì lại được làm phú ông, để có của mà cho ra, còn người muốn nhận vào thì lại là anh ăn mày. Câu chuyện cũng rất là vui, thưa quý vị. Tuy là câu chuyện vui mà tôi vừa kể ra, nó cũng rất là đạo lý ở chỗ này. Để nói ở trên cuộc đời này, chúng ta cũng thế, phải biết cho ra. Nếu chỉ cái gì cũng nghĩ dơ về cho mình thì không tốt đâu, không hẳn đã được lợi ích. Những người nhìn như vậy là họ rất thiển cận, cái nhìn của ngã chấp, của ích kỷ, tham lam, không từng biết mở rộng bàn tay. Cho nên người ta nói sống ở trên đời phải với bàn tay rộng mở, chứ bàn tay lúc nào cũng nắm lại thế này thì sống với ai được, cuộc đời sẽ đen tối biết bao, thưa quý vị. Thế cho nên châm ngôn mới có câu: sởi lỡi thì trời cho, so đo thì trời lấy. Người sởi lỡi mở lòng ra thì được nhận, còn mình so đo, mình keo kiết thì trời lấy lại. Ở đời thường là như thế đó. Người tâm ích kỷ thì họ cứ nghĩ cho là mất, bố thí là mất. Mà đúng thật bố thí là mất đi, mình cho tiền của cho đi là mình hao đi thật. Đấy, họ thấy trước mắt như thế, họ nghĩ là mất mát, là thiệt thòi. Cho nên chẳng bao giờ một đời họ là biết bố thí cho ai, giúp đỡ cho ai.
không biết bao giờ vì họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt, nhưng mà là họ thực sự đã lầm. Ở trên đời này, chúng ta biết không có cái gì là mất đi hẳn. Chúng ta thấy không? Chúng ta cũng học định luật bảo toàn rồi. Có cái gì là mất đi đâu? Không một cái gì mất đi cả. Năng lượng cũng không mất đi, vật chất cũng không mất đi, nó chỉ chuyển hóa thôi. Thế và đặc biệt, tâm linh của chúng ta lại càng tin, tâm linh càng không bao giờ mất đi, vật chất không mất mà tâm linh cũng vậy. Thế thì chuyện chúng ta cho ra sao lại bảo tồn? Không phải là mất đâu, họ chưa thấy, chưa nhìn xa, chưa thấy sâu, cho nên họ nghĩ như vậy. Phật dạy lợi ích cho và nhận. Bố thí và cúng dường hay giúp đỡ chia sẻ là hạnh nguyện cao cả của các vị Bồ Tát. Người Phật tử chân chính noi theo gương hạnh ngày xưa mà tùy theo khả năng phát tâm hộ trì Tam Bảo và làm từ thiện xã hội. Phật dạy, thế gian có năm việc tuyệt chẳng thể được. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến xứ chú xứ của gia chủ Uga. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, gia chủ Uga đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn: ai cho vật khả như ý thì nhận được điều khả ý. Vì thế con có nấu cháo từ hoa cây xà la và rất nhiều loại món ăn thật là khả ý. Con có nhiều loại giải dệt từ cà si, thật là khả ý. Mong Thế Tôn hãy nhận lấy lòng từ ái đối với chúng con. Thế Tôn nhận lời và nói với Uga bài kệ tùy hỷ này: ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Đối với các bậc chánh trực, vui lòng đem bố thí, giải mặt và giường nằm, ăn uống các vật dụng, biết được bậc La Hán được ví như phước điền, nên các bậc chân nhân thí những vật khó thí, được từ bỏ giải thoát, không làm tâm đắm trước. Người thí vật khả ý, nhận được điều khả ý. Người thí chủ thực hành bố thí và cúng dường trước hết phải xuất phát từ tấm lòng từ bi rộng lớn, trong lòng hân hoan, vui vẻ và hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta phát tâm bố thí và cúng dường mục đích chính là muốn cho Tam Bảo được trường tồn ở thế gian, để mọi người có nơi nương tựa và tu học. Nhờ có tính tâm sâu, khi chúng ta bố thí cúng dường giúp đỡ người khác, không phải với tâm cống cao cả ngã mạn, mà vì đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, nên việc làm cao cả ấy sẽ không lệch hướng. Ta không thấy mình là kẻ ban ơn mà người thọ ơn. Chính vì vậy, của cho không hẳn bằng cách cho. Do đó, chưa chắc người có nhiều tiền lắm của mà biết bố thí với tâm trong sạch. Thực tế, cho nên người tức là mình đang tích lũy phước cho mình. Ta đang gây dựng nền tảng giàu có trong hiện tại và mai sau. Chính vì thế, ngoài tấm lòng bao dung, độ lượng đối với tha nhân, người Phật tử chân chính thực hành bố thí với mục đích nhằm buông xả những tâm niệm tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, keo kiết để hoàn thiện chính mình. Mặt khác, bố thí cúng dường cũng là một loại pháp tu. Người Phật tử tại gia khi làm việc cao cả này, chúng ta phải hoan hỷ khi đem niềm vui đến cho mọi người nhằm làm vơi bớt nỗi đau bất hạnh. Đây là những điều cần thiết để người Phật tử ý thức trách nhiệm mà cố gắng tu tập. Chúng ta có thể sẵn sàng cho đi những tài sản vật chất mà không cầu đền đáp là một việc khó làm đối với con người còn đặt nặng lợi ích cá nhân quá nhiều. Càng khó khăn hơn đối với họ khi phải cho những vật quý tốt, tức những vật mà mình yêu thích. Phần nhiều chúng ta chỉ cho những đồ vật mình cảm thấy dư thừa, nhưng người xả được như vậy cũng là quý lắm rồi. Trong cuộc sống, hai người cùng làm một công việc bố thí như nhau,
thế nhân có người càng thí lại càng giàu, và có người không được gì, thậm chí là thất bại nữa. Đối với những người không thành công, họ nghĩ rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Như vậy là họ chưa có niềm sâu, tin sâu sắc đối với nhân quả. Chúng ta nên biết, nhân tố tiềm ẩn chi phối sự thành công hay thất bại của mỗi người chính là phước báo của chính họ đã gieo tạo từ nhiều đời kiếp, nên nhân quả nhãn tiền. Người Phật tử chân chính sẵn sàng ban tặng những gì mà người khác cần, kể cả những vật yêu thích, thậm chí có thể dâng cả tính mạng. Như vậy, cho người là một nhiệm vụ, một nghĩa cử cao đẹp thiêng liêng. Nếu chúng ta dám cho những gì mình yêu thích, mình trân quý, mới thật sự là cách cho không có sở cầu. Để đạt được cách cho cao cả như vậy, trước tiên chúng ta phải có trí tuệ, thấy biết đúng như thật, thấu hiểu bản chất cuộc đời là vô thường, thay đổi và không có cái ngã cố định. Chính tuệ giác vô ngã đã soi sáng cho việc bố thí, còn phân biệt để dần hồi tiến đến bố thí ba la mật. Một sự ban tặng mà không có điều kiện hay mong cầu gì hết. Sự thọ nhận càng nhiều chỉ mang nợ đàn na, tính thí càng lớn. Nếu chúng ta không tạo ra công đức để hồi hướng cho thí chủ, do đó người thí chủ và người thọ thí phải thành tựu công đức tu hành để việc bố thí và cúng dường như pháp đạt được lợi ích lớn như lời Đức Phật đã dạy. Trong kinh Phật dạy, nếu hai người cùng tu tập với nhau, cùng vui cung kính đối với Tam Bảo, có giới đức và trí tuệ ngang nhau, nhưng có sự chênh lệch về hạnh bố thí, người bố thí nhiều hơn sẽ gặt được kết quả phước báo đầy đủ. Người kia về tài sản vật chất và uy quyền thế lực, sự dục thắng này sẽ giúp cho con người đó được khỏe mạnh, sống thọ, nhan sắc xinh đẹp dễ nhìn, sống an lạc hạnh phúc, có quyền cao chức trọng, và đó là ước mơ, mong muốn của nhiều người. Lời Phật dạy của Đức Phật về làm hại và không làm hại. Chính vì thế, người Phật tử ngoài tu tập giới định tuệ để chuyển hóa phiền não tham sân si, nhà còn phải có lòng từ bi giúp đỡ sẻ chia hay cúng dường Tam Bảo. Người Phật tử tại gia tập bố thí để góp phần xây dựng con người văn minh, giàu đẹp, bền vững và lâu dài để hoàn thiện chính mình. Do vậy, người Phật tử sống và tu tập theo lời Phật dạy, trước tiên phải thực hành bố thí và cúng dường để hiện tại đảm bảo an sinh đời sống gia đình, đóng góp lợi ích xã hội và không phải lo lắng cơm áo gạo tiền mà còn có thời gian làm phước và tu tập. Do đó, thực hành cúng dường Tam Bảo là điều cần thiết giúp cho chư tăng ni có thời gian tu học để hoàn thiện chính mình, mà giúp cho người cứu vật chư tăng ni có trọng trách vô cùng lớn lao trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh, giúp mọi người tin sâu nhân quả, tin chính mình là chủ nhân bao điều hòa phúc, tránh giữ làm lành và chịu trách nhiệm về những hành vi tạo tác của mình. Có rất nhiều cách gieo trồng phước đức, nếu ta biết bố thí đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, đúng đối tượng thì phước đức sẽ không thể nghĩ bàn. Khi thực hành bố thí, dù là người nghèo khổ, ăn xin, ta cũng phải tôn trọng, thành tâm mới có được phước báo to lớn. Nếu ta bố thí mà có thái độ coi thường, khinh rẻ hay mạt sát người, tuy vẫn có phước nhưng ta phải chịu quả báo ân oán hận thù về sau. Phước được tuy mỏng, hưởng nhưng họa làm cho ta đau khổ và họ sẽ tìm cách trả thù khi có nhân duyên. Muốn có sự sống tốt đẹp trong đời hiện tại, ta phải tu tập bố thí để làm hành trang cho mai sau, tài sản của cải vật chất, danh vọng, tiếng tăm, nhà cửa, tiền bạc, ruộng vườn, ta sẽ không mang theo được gì khi nhắm mắt lìa đời, chỉ mang theo nghiệp tốt, xấu. Do đó, quý Phật tử phải sáng suốt chọn lựa thường xuyên gieo trồng phước đức để tạo nên nghiệp thiện lành, làm tư lương, hành trang cho hiện tại và mai sau. Đối với chư tăng ni, những người thọ thí lại càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tu tập của mình để chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành vô lượng trí tuệ từ bi mà sống đời bình yên hạnh phúc.
Nếu chúng ta không trau dồi, tu sửa thân tâm, đoạn trừ phiền não, thì dược phẩm cúng dường của đàn na tính thí thì rất khó tiêu, có thể sẽ mang long đội sừng để đền trả xứng đáng. Đối với những người bất hạnh có hoàn cảnh khó khăn, khi nhận được món quà từ tay các nhà hảo tâm, quý Phật tử, các vị hãy nên trân trọng, quý kính và không nên ỷ lại. Để tỏ lòng thành kính đối với người giúp đỡ, ta phải biết ơn mà cố gắng siêng năng, làm việc tinh cần, tiết kiệm, tiêu xài đúng mức. Phật dạy, nghèo là do không biết bố thí, cúng dường hoặc giúp đỡ chia sẻ, gian tham, trộm cướp, lường gạt của người khác, ỷ lại cha mẹ và lười biếng, sống sa đọa phóng túng và không biết tiết kiệm. Bố thí là một pháp tu rất quan trọng, phổ biến trong đời sống, trong xã hội và dễ thực hành cho hàng Phật tử. Người có của thì bố thí vật chất, kẻ không tiền thì bố thí bằng tấm lòng và dùng thân này để công quả làm lợi ích cho người. Do vậy, cùng tu tập về bố thí nhưng tùy theo mục đích và tâm nguyện của mỗi người mà có kết quả phước báo khác nhau.